Con này bự quá anh hả? Dạ. Con dạ. này là bao nhiêu anh? Con này là 240. 240. Dạ. Con này là 240 như tôi. Hiện tại là nhân công các thợ đồ đang làm rất là đông. Anh xuống xuống cho cây. Xuống vô để. Huy động mấy gia đình để nướng cá lóc á. Đây nhà cô chú anh chị và các bạn thấy gì không? Rất là nhiều cá lóc luôn. Đó, đây là cá lóc đã được nướng sẵn hết rồi. Bây giờ là đợi tới ngày mai ấy, bắt đầu là bán, sáng mai bắt đầu bán thôi cô chú. Tha hồ mà lựa chọn nha. Cá lóc Trung nổi tiếng Sài Gòn biết bao nhiêu năm nay. Không, huy động hết gia đình luôn mà. Đây là các chị làm, dạ các chị làm bún sẵn nè, thấy chưa? Bún mắm nè, bún được. Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV. Đó, đây bún nè, được làm sẵn nè, rồi rau nè cô chú anh chị, rồi bịch tinh, dạ dạ bịch tinh tráng củ chi, bịch bún nữa đó, dạ. Giá cá lóc của mình là từ bao nhiêu tới bao nhiêu anh? Dạ anh, bữa nay giá cá lóc của mình là từ một con nhỏ nhất là bao nhiêu tiền anh? Lớn nhất là bao nhiêu anh? Nói chung nó có ba giá, từ 200 tới 240. Dạ. Tại từ... vì năm nay cá nó hơi bự. Dạ. Nữa, giá cả năm nay nó cao quá. Dạ. Buộc lòng mình phải nhích lên một tí để mình lấy vốn lại. Dạ. Không phải là mình nâng giá. Dạ. Đó là giá cả đó nha cô chú. Đúng rồi. Dự kiến năm nay mình xuất ra thị trường khoảng bao nhiêu con anh?
gần 4.000. Dạ, gần 4.000 con. Dạ. Con năm nay thì mình thấy cái thời điểm này nó qua mùa dịch á, dạ. Mùa dịch thì mình không dám làm. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó cũng đã gần 3.000 con rồi. Dạ. Với tại vì mỗi năm là cái sẽ nâng lên một xíu, tại vì cái số lượng dân mình thì đông. Dạ. Nhiều người cuối năm thì cũng cầu may mắn cái thế là mình làm thôi. Dạ. Cá lóc chung là rất là nổi tiếng ở phố cá lóc Tân Kỳ Tân Quý đó cô chú anh chị và các bạn. Địa chỉ chúng ta đó là 44 Tân Kỳ Tân Quý nha. Và những chú cá lóc nóng hổi. Tay phải kéo nha. Không kéo là đi hết luôn lớp da luôn á. Chứ không là đi hết lớp da đó. Phải kéo, kéo tay. Cá nha ha. Cá đi chị. Lớn nhỏ mấy chị ơi. Nhỏ ha, nhỏ 200 mấy chị, lớn 240, 220 chị. Lo bánh bún kèm theo á. Lấy nào lấy đi chị. Lớn lấy nhỏ. Qua mua mấy cái hàng này chứ ngồi đây. Lấy tiền mua mua chục cái hàng. Cái đó lấy nhỏ. Con 200 đi. Con này là 200 nữa cô chú. Đó, thêm kèm theo bịch rau nè, bún nè, rồi nước chấm nha. Đây đủ. Đây đủ. Thanh niên 4 người nhậu, thanh niên 4 người nhậu. Tư. Thêm thùng bia nữa phải không anh? Đúng dạ. Thêm xị rượu đế cho thanh. Dạ. Cho chào con xíu. Khen nướng quá. Khen nó không được đó nghe cạo. Khen nó gã đầu quá đó. Dính vô cái răng. Còn cái này là cái lớp xương của nó mình nướng nó cháy rồi cái gì. Con này là con thấy liền nhất nè. Con hơ cho nó nóng lại thì cá con mới chín ra một mẻ con 80 con hả? Ê đừng bóp. Con này ha. Hay là cô lấy con này. Đây con mặc cho cô coi đàng hoàng. Đó. Con này cũng được nữa nè. Con này con để trong 200 luôn. Thơm phức luôn. Rồi đứng ở đây là thơm, rất là thơm luôn. Đúng là cá nướng đúng không? Cá nướng nó thơm. Cách bắt đầu tấp nập bà con đi mua sớm đó cô chú. Tối mùng 9. Lần này là dự kiến xuất ra thị trường là 4.000 con nha. Đừng đứng thẳng chứ cái này nè, nó nóng lắm á, với lại dầu nó ra cho người. Thank you.
cái kia hả? Cá tươi luôn, cá với còn đạch đạch luôn, lại xử lý. Cái đó mà gọi không mặn nữa. Cá nữa. Không chết được. Nướng tư mình đặt thành nướng không? Cá lên nha cô chú. Bốn ngàn con cá đã được chuẩn bị sẵn. Hết chưa? Rồi.